Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự sáng thứ ba, ngày 23 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những nội dung chính sau đây. Ban Văn hóa kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bắc Cạn, mùng 1 tháng 1 năm 1997, mùng 1 tháng 1 năm 2022. 100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Cạn. Vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội để thực hiện mục tiêu kép, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2026. Thực hiện tốt phong trào thi đua trọng tâm Bắc Cạn chung sức xây dựng nông thôn mới. Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Thưa quý vị khán giả, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thành phố Bắc Cạn. Để triển khai các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thành phố Bắc Cạn đã chỉ đạo 8 trên 8 xã phường thành lập ban rà soát thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và chỉ đạo các thôn trưởng, tổ trưởng dân phố tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đến người dân. Công tác hỗ trợ được triển khai kịp thời đến các đối tượng. Thành phố đã thực hiện giảm mức đóng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 250 lao động, hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho hơn 70 lao động, hỗ trợ cho trẻ em và người đang điều trị COVID-19 cho 193 người, hỗ trợ cho 23 hộ kinh doanh. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng đã hỗ trợ cho 4 doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động. Đối với chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 116 của Chính phủ, thành phố Bắc Cạn có 243 đơn vị được giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Số lao động được giải quyết và chi trả tiền hỗ trợ theo quy định là hơn 3.900 người. Tuy nhiên, quá trình triển khai các chính sách, thành phố vẫn còn vướng mắc trong việc xác định đối tượng F1 đối với đối tượng bị cách ly cũng như việc ban hành quyết định hỗ trợ cho đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động. Thông qua đẩy mạnh công tác phủ xanh đất trống đồi núi chọc, đến nay toàn huyện Ngân Sơn đã trồng được gần 10.000 ha rừng, góp phần nâng độ che phủ rừng toàn huyện đạt trên 66%. Ngoài ra, huyện Ngân Sơn còn có hơn 36.000 ha đất rừng tự nhiên. Trung bình mỗi năm huyện trồng mới được 350 ha. Riêng trong năm 2021, huyện Ngân Sơn trồng được gần 550 ha, đạt gần 160% kế hoạch. Số liệu này cho thấy người dân huyện Ngân Sơn đã tích cực trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng và họ đang từng bước sống được nhờ rừng. Cùng với đó, ngành chức năng, chính quyền địa phương đã tăng cường giám sát kiểm tra các hoạt động sản xuất chế biến lâm sản gỗ, giám sát người dân phát nương làm rẫy nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng trái phép. Thưa quý vị khán giả, khắc phục những khó khăn chung do tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng như khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp. Thời gian qua, ngành giao thông vận tải tỉnh Bắc Cạn đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ phấn đấu khởi công tuyến đường thành phố Bắc Cạn, Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang đúng kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Dự án xây dựng tuyến đường từ thành phố Bắc Cạn đi Hồ Ba Bể được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt từ tháng 10 năm 2020. Dự án do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự án là trên 2.300 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 39 km đi qua 3 huyện là Bạch Thông, Chợ Đồn, Ba Bể và thành phố Bắc Cạn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thế nhưng ngay khi hoàn thành giải phóng mặt bằng theo từng đoạn tuyến, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Bắc Cạn đã tổ chức bàn giao mốc giới cho các nhà thầu thi công. Theo đó, các nhà thầu đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo thi công theo kế hoạch. Thì đến thời điểm hiện tại thì đơn vị tư vấn cũng như chủ đầu tư đã bàn giao cho đơn vị thi công đủ về các cái cọc và các mốc và độ trên tuyến. Thì về công tác chuẩn bị triển khai thì hiện tại thì trên các nhà thầu thi công thì đang cũng xây dựng kế hoạch để chuẩn bị triển khai trong thi công sớm nhất có thể. Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Cạn Hồ Ba Bể có quy mô tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi, có điểm đầu từ km 0+000 giao với quốc lộ 3B tại km 144+324, điểm cuối km 39+000 khu vực Động Hua Mạ thuộc xã Quảng Khê, huyện Ba Bể. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2024. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án theo đúng kế hoạch, đơn vị chủ đầu tư đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và nhà thầu, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện, trong đó tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là về giải phóng mặt bằng. Đến nay, công tác tư vấn thiết kế chi tiết cho dự án đã hoàn thành tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng đã thống kê trên 50% khối lượng tuyến. Công tác bàn giao tim tuyến cũng đang được tập trung thực hiện. Đến thời điểm hiện tại thì
về tiến độ cơ bản đáp ứng được cái yêu cầu đề ra. Tuy nhiên thì do cái tình hình dịch Covid kéo dài thì cũng ảnh hưởng một phần. Do vậy là cái giải phóng mặt bằng cũng có ảnh hưởng tương đối đến cái việc giải phóng mặt bằng, thì chúng tôi sẽ về phía ban với chủ đầu tư sẽ đôn đốc các cái đơn vị trực tiếp tham gia giải phóng mặt bằng thì khẩn trương để bù lại cái thời gian mà đã bị chậm. Dự án xây dựng tuyến đường từ thành phố Bắc Cạn đi Hồ Ba Bể là công trình có ý nghĩa quan trọng với nguồn vốn đầu tư lớn. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thi công công trình theo đúng kế hoạch sẽ khai thác hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương. Thưa quý vị khán giả, có niềm đam mê với chăn nuôi từ nhỏ, khi trưởng thành, anh Trần Quảng Việt ở xã Bằng Vân nung nấu mở trang trại chăn nuôi. Đến nay, bước đầu, anh Việt đã xây dựng cho riêng mình một mô hình theo hướng hiện đại so với mặt bằng chăn nuôi chung tại địa phương. 5 con bò vỗ béo lứa đầu tiên đã được xuất bán, mỗi con anh lãi được 1 triệu đồng. Đây là động lực giúp anh tiếp tục nuôi lứa bò thứ hai. Do xây dựng mô hình với sự đam mê nên anh Việt không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước mà tự mình vay vốn ngân hàng xây dựng chuồng trại, đầu tư máy thái, trồng hơn 5.000 mét vuông cỏ voi phục vụ chăn nuôi. Nguồn vốn thì mình vay ngân hàng và mình tìm con giống thì mình đi các làng bản và mình mua. Sau khi mua trâu bò về thì mình có tiêm vaccine và tẩy giun. Tiêm vaccine và tẩy giun lại hết cho trâu bò rồi mình đưa vào mình chăn nuôi, mình nuôi nhốt ạ. Mô hình này được xây dựng cách đây 1 năm khi anh mới lập gia đình. 27 tuổi lập nghiệp dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng vì lo cho gia đình, vì tương lai của vợ con, anh Việt đã biến niềm đam mê của mình trở thành nguồn nuôi sống gia đình. Để có thêm nhiều nguồn thu nhập, anh Việt kết hợp chăn nuôi đa dạng. Anh đã tìm ra mô hình chăn nuôi đúng hướng, phù hợp nhất. Sau khi tôi lập gia đình thì tôi có muốn ra đây ở riêng và muốn chăn nuôi để phát triển cho kinh tế riêng của mình ạ. Đây là mình vừa làm và mình vừa đúc kết lại kinh nghiệm nữa, và nó sẽ tăng cho em thêm một khoản thu nhập và cải thiện cuộc sống tốt hơn. Đồng chí này rất là có ý chí để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Không cần bất kỳ một sự hỗ trợ nào của chính quyền cũng như là từ các nguồn khác mà đồng chí đã chủ động để vay vốn và tìm tòi học hỏi từ các kênh của mạng xã hội rồi làm từ các hộ đi trước và phát triển kinh tế. Đây thực sự là một thanh niên có chí làm ăn và có suy nghĩ và phát triển theo cái hướng là làm giàu chính đáng. Mùa đông gây ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của vật nuôi, đặc biệt là nguồn thức ăn bị khan hiếm. Để đảm bảo dinh dưỡng cho đàn vật nuôi của gia đình, anh Việt đã tranh thủ cắt cỏ voi ủ thành từng bao dự trữ chăn nuôi trong vài tháng mùa đông. Và mình có trồng thêm cỏ voi và mình có ủ thêm cỏ, ủ thêm cây ngô sinh khối để dự trữ thức ăn cho mùa đông. Ủ cỏ này là ủ vừa dự trữ được mùa đông này, trong ủ nó kích thích được tiêu hóa tốt hơn cho bò, bởi vì cỏ ủ này là đã lên men hết. Đối với bên đoàn xã thì cũng sẽ là một cái cầu nối mà gắn kết giữa đồng chí Việt với cả các nguồn vốn, các kênh dự án của các chương trình khác để đồng chí có thể mà có cơ hội để tiếp cận với các nguồn vốn mà để phát triển được mô hình của mình hơn. Từ đam mê, tự nghiên cứu, mải mò mô hình chăn nuôi của gia đình anh Việt đang là điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế của thanh niên xã Bằng Vân. Đây sẽ là động lực cho nhiều thanh niên tại địa phương mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình. Cùng với các phong trào thi đua, những năm qua, Hội Nông dân huyện Ba Bể đã tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, các hội viên nông dân của huyện Ba Bể đã đóng góp gần 900 ngày công, hơn 380 triệu đồng, 4 tấn xi măng để sửa chữa, nạo vét 6,2 km kênh mương, đổ bê tông 3,5 km đường nông thôn, xây dựng sửa chữa 2 cầu dân sinh và 2 nhà học thôn. Ngoài ra, các hội viên cũng hiến trên 300 mét vuông đất để làm các công trình phúc lợi xã hội. Với sự góp sức của hội viên nông dân, đến thời điểm hiện nay, huyện Ba Bể đã có 3 xã là Hà Hiệu, Khang Ninh và Địa Linh đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Hà Hiệu đạt 8 trên 17 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Bình quân các xã còn lại đạt từ 12 tiêu chí trở lên.
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bắc Nạm vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ Quân sự và Nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2022. Trong đợt khám tuyển năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bắc Nạm đã phát lệnh và gọi 238 thanh niên trong độ tuổi đủ tiêu chuẩn. Trong đó, toàn bộ số thanh niên này đã được khám tuyển tại cấp xã, có đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Để đảm bảo cho việc tuyển chọn gọi công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bắc Nạm đã lập kế hoạch, giao nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ đạo và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp xã, tích cực chủ động trong công tác rà soát, nắm nguồn cũng như tuyên truyền nâng cao ý thức của thanh niên trong việc chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2022 theo kế hoạch. Huyện Bắc Nạm hiện có 18 trường học hoạt động theo mô hình trường bán trú và có học sinh ở bán trú. Toàn huyện có 1 trường tiểu học, 1 trường tiểu học và trung học cơ sở và 6 trường trung học cơ sở đang thực hiện chế độ bán trú. Ngoài ra, huyện Bắc Nạm còn có 8 trường tiểu học và 2 trường tiểu học và trung học cơ sở không phải trường bán trú nhưng có học sinh ở bán trú. Năm học 2021-2022, huyện có 2.800 học sinh được ở bán trú. Riêng đối với bậc tiểu học có nhiều điểm trường, các trường sẽ vận động các em xuống trường chính, thực hiện ăn ở bán trú cho các em học sinh từ lớp 3 trở lên. Để triển khai tốt mô hình bán trú, huyện đã lồng ghép các chương trình xây dựng nhà ở bán trú, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ gạo, hỗ trợ tiền điện cho học sinh. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao yên tâm học tập. Năm 2021, huyện Chợ Đồn được giao chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 1,5%. Tuy nhiên, do những khó khăn về kinh tế và những tác động của dịch COVID-19, nên đến thời điểm này, chỉ tiêu về giảm nghèo năm 2021 của huyện khó đạt mục tiêu đã đề ra. Năm 2021, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn có 106 hộ nghèo, xã phấn đấu cuối năm giảm 19 hộ. Tuy nhiên, sau khi rà soát, toàn xã mới giảm được 14 hộ nghèo. Hiện số hộ nghèo chiếm 17% tổng số hộ toàn xã. Theo lãnh đạo địa phương, ngay từ đầu năm, các tổ chức đoàn thể đã đăng ký với đảng ủy xã, nhận giúp đỡ hộ nghèo cận nghèo. Dù vậy, hiện nay, việc hỗ trợ thoát nghèo trong năm gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, đa phần người nghèo thuộc đối tượng bệnh tật, thiếu vốn và thiếu tư liệu sản xuất. Thì hiện nay cái khó khăn nhất là vấn đề tiêu chí thu nhập. Bởi vì đây là một cái xã 135, tức là gọi là xã đặc biệt khó khăn. Thì bây giờ đang khó khăn nhất là về cái tiêu chí thu nhập. Và cũng định hướng cho người dân là đưa những các loại cây trồng giống đấy, thì cho để thực hiện cái việc xóa đói giảm nghèo. Theo kết quả rà soát mới nhất của Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn, năm 2021, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện có 1.854 hộ, chiếm 14,05%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả giảm nghèo không đạt kế hoạch. Cụ thể là tác động của dịch COVID-19 đã khiến việc huy động các nguồn lực giảm nghèo gặp khó khăn. Bên cạnh đó, huyện có nhiều thôn bản vùng cao không có cây trồng vật nuôi thế mạnh để có thể giúp người dân thoát nghèo. Đặc biệt một số hộ nghèo còn tư tưởng trông chờ ỷ lại sự giúp đỡ của nhà nước. Huyện cũng đã đưa ra những cái giải pháp nhưng tuy nhiên không đạt được. Đó là vừa qua thì chúng ta cũng ảnh hưởng cái dịch bệnh về cái COVID. Do vậy là cái ảnh hưởng rất lớn đến cái việc là người dân, cái thu nhập người dân để mà xóa đói giảm nghèo. Cái đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai. Và bên cạnh đó, song song đó là cái việc là cái tạo công việc làm cho người lao động, người dân trên địa bàn để chúng ta thực hiện cái công tác xóa đói giảm nghèo thì cũng không đạt được. Đó là những cái mà ảnh hưởng lớn nhất. Giải cái việc làm và xuất khẩu lao động, đấy là một trong những định hướng của huyện trong cái việc là xóa đói giảm nghèo tốt nhất trên địa bàn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đó là nhân rộng các cái mô hình sản xuất hiện nay có hiệu quả lớn, có hiệu quả trên địa bàn. Để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo trong thời gian tới, huyện Chợ Đồn tiếp tục tập trung nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế. Cụ thể như dự án chăn nuôi trâu bò sinh sản, dự án hỗ trợ máy nông nghiệp. Huyện cũng tăng cường hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, giáo dục và đào tạo, nước sinh hoạt, chính sách về nhà ở cũng được triển khai đồng bộ. Chương trình thời sự sáng thứ ba của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trên kênh TBK.